Chào mừng các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng ta đang khám phá chủ điểm Sống để yêu thương. Nối tiếp chương trình, ta sẽ cùng nhau đến với một bài đọc mới. Và để mở đầu cho tiết học, mời các con hãy cùng cô đến với hoạt động khởi động sau đây. Đọc một số câu thơ về tình cảm gia đình. Chúng mình có thể đọc những câu thơ mà đã được học ở những lớp học dưới, hoặc có thể tìm đọc những câu thơ ở ngoài sách giáo khoa. Ví dụ, đây là những câu thơ mà các con đã được tìm hiểu ở lớp học dưới. Những câu thơ trong bài Cánh cửa nhớ bà của tác giả Đoàn Thị Lam Luyến. Nay cháu về nhà mới, bao cánh cửa ô trời, mỗi lần tay đẩy cửa, lại nhớ bà khôn nguôi. Hay những câu thơ trong bài thơ Mẹ của tác giả Trần Quốc Minh. Những ngôi sao thức ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trong tiết học này, các con sẽ cùng cô tìm hiểu một bài đọc cũng viết về tình cảm gia đình. Giới thiệu đến chúng mình bài đọc Quả ngọt cuối mùa. Trước tiên, cô hướng dẫn các con đọc như sau. Chú ý đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai, ví dụ như chảy, bề lo xương táp, tóc xương da mồi, vân vân. Khi đọc cả bài, cần đọc với giọng tha thiết, hơi trầm, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chú ý đọc diễn cảm, thể hiện cảm xúc của nhà thơ, đặc biệt là ở những câu thơ cuối. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Quả ngọt cuối mùa. Trong vòm lá mới chồi non, chùm cam bà giữ vẫn còn đúng đưa, quả ngon dành tận cuối mùa, chờ con phần cháu bà chưa chảy vào. Riêng hai rét cứa như sao, nghe tiếng chảo màu chống gậy ra trông. Nông đoài rồi lại ngắm đông, bề lo xương táp, bề phòng chim ăn. Quả vàng nằm giữa cảnh xuân, mải mê góc mật chuyên cần tỏa hương. Bà ơi, thương mấy là thương, vắng con xa cháu tóc xương da mùi. Bài như quả ngọt chín rồi, càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng. Các con có thể dựa vào phần hướng dẫn đọc cũng như phần đọc mẫu vừa rồi của cô để có thể luyện đọc bài thơ Quả ngọt cuối mùa này. Trong bài thơ này có một số từ ngữ chúng ta cần tìm hiểu để có thể hiểu bài thơ hơn. Chảy hay còn gọi là chảy, có nghĩa là hái, ngắt quả. Tháng riêng là tháng đầu tiên của một năm theo âm lịch, còn đoài là phía Tây. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung văn bản này qua việc trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Nhiệm vụ đầu tiên dành cho chúng mình như sau. Hãy tìm những chi tiết thể hiện tình yêu thương của bà dành cho con cháu. Rất chính xác, bà đã dành quả ngon đến tận cuối mùa cho con cháu. Không chỉ vậy, dù thời tiết cắt da cắt thịt, nhưng bà vẫn chống gậy ra xem cây, lo xương làm táp quả, lo chim chào màu ăn mất trái ngon phần cho con, cho cháu. Rất dễ dàng để chúng ta có thể tìm được những chi tiết thể hiện tình yêu thương của bà dành cho con cháu trong bài đọc, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm nghĩa của mỗi cụm từ sau. Ở đây chúng ta có các cụm từ rét cứa như sao, non đoài ngắm đông và tóc xương da mồi. Và bên dưới chúng ta sẽ có các nghĩa. Thứ nhất, trông bên tây, ngó bên đông, quan sát kỹ khắp nơi. Thứ hai, tóc đã bạc, da đã xuất hiện những chấm nổi mồi, để nói về sự già đi của con người. Và cuối cùng là rất rét, rét như cứa vào da thịt. Hãy nối các cụm từ với nghĩa sao cho phù hợp. Các con làm rất tốt. Chúng mình sẽ có rét cứa như sao, có nghĩa là rất rét, rét như cứa vào da thịt. Còn non đoài ngắm đông là trông bên tây, ngó bên đông, quan sát kỹ khắp nơi. Và cuối cùng, tóc xương da mồi để nói về tóc đã bạc, da xuất hiện những chấm nổi mồi, để nói về sự già đi của con người. Thông qua bài tập 2 này, chúng ta đã hiểu được nghĩa của 3 cụm từ ở trong bài thơ. Từ việc hiểu nghĩa của các cụm từ này, chúng ta không chỉ hiểu hơn nghĩa của bài thơ, mà chúng ta còn có thể sử dụng những cụm từ này trong lời ăn tiếng nói sinh hoạt hàng ngày hoặc trong quá trình học tập.
Tiếp theo, cô mời các con sẽ cùng cô tiếp tục tiết học này với câu hỏi số 3 như sau. Người cháu thương bà vì điều gì? Hãy giúp cô trả lời câu hỏi này nhé. Rất chính xác, cháu thương bà vì hiểu được tình cảm của bà. Cháu hiểu rằng bà rất thương con, thương cháu, bỏ công bỏ sức chăm lo để dành những quả ngọt cuối mùa cho con, cho cháu. Không chỉ thương bà vì hiểu được tình cảm của bà, người cháu còn nhận thấy bà thật cô đơn khi phải xa con, xa cháu và ngày một già đi. Với mái tóc ngày càng bạc và trên làn da đã xuất hiện những chấm đổi mùi. Và vì thương bà nên người cháu đã viết bài thơ này để gửi gắm thể hiện những tình cảm của mình với người bà thân. Để thể hiện những tình cảm của mình với người bà kính yêu. Để thể hiện tình cảm của mình với người bà kính yêu. Để hiểu hơn nội dung của bài thơ, chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ tư. Hai câu thơ, bà như quả ngọt chín rồi, càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng, ý nói gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của riêng em. Chúng ta có các phương án như sau. A. Bà được ví như quả ngọt mà cuộc đời dành cho con cháu. B. Tình cảm của bà giống như trái chín, càng thêm thời gian thì càng thêm ngọt ngào. Và C. Tuổi của bà càng cao thì tình yêu thương càng lớn. Sau đây sẽ là gợi ý của cô. Đối với câu hỏi này, chúng ta thấy phương án A nghiêng về giải thích nghĩa của câu thơ đầu tiên hơn, bà như quả ngọt chín rồi. Còn phương án B và C nghiêng về giải nghĩa cho câu thơ thứ hai, càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng. Các con nên kết hợp phương án A và B hoặc B và C trong câu trả lời của mình, hoặc chúng mình có thể nêu ý kiến riêng của bản thân, miễn sao là chúng ta lý giải được vì sao chúng ta có câu trả lời như vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng trong phần trả lời câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Câu hỏi số 5. Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ? Hãy nêu câu trả lời của các con cho câu hỏi này. Rất chính xác, bài thơ đã ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho con, cho cháu. Và ngoài ra, chúng ta còn thấy sự trân trọng, yêu thương và thấu hiểu của chính nhà thơ được thể hiện đối với người bà kính yêu của mình. Từ đây chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đọc. Bài thơ đã thể hiện hình ảnh một người bà rất đỗi bình dị, hết lòng vì con, vì cháu. Đồng thời, bài thơ cũng là tiếng lòng, sự yêu thương, trân trọng của tác giả đối với người bà của mình. Đọc bài thơ này, chúng ta thấy hiện lên thấp thoáng đâu đó hình ảnh người bà của chúng ta. Đó là người phụ nữ đã dành cả đời tần tảo, lo lắng cho con, cho cháu. Chính vì vậy, chúng mình hãy luôn trân trọng và yêu thương những người thân của chúng mình, các con nhé. Để khắc sâu hơn kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện tập theo văn bản đọc. Bài tập 1, hãy tìm các từ có nghĩa giống với từ trông trong những câu thơ dưới đây. Hãy thực hiện bài tập này qua câu hỏi tương tác sau đây. Chúng ta có từ non và từ ngắm có nghĩa giống với từ trông. Không hề khó để chúng mình có thể hoàn thành câu hỏi này đúng không nào? Tiếp tục, ta đến với bài tập 2, tìm thêm từ có nghĩa giống với từ trông và đặt câu với từ vừa tìm được. Ngoài từ non và từ ngắm, chúng ta còn tìm được từ nào có nghĩa giống với từ trông? Có thể kể tới từ nhìn và từ xem, vân vân. Ở đây, cô sẽ đặt câu với từ ngắm. Ví dụ, em ngắm cánh diều đang trao liệm trên bầu trời. Các con hãy đặt câu với những từ mà mình vừa tìm được. Lưu ý khi đặt câu phải đảm bảo những quy tắc về chính tả, về dùng từ, về cách sử dụng dấu câu. Bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi bài giảng. Chúc các con sẽ luôn học tốt.